Quyết tâm chiến thắng giặc sanh tử. Pháp thoại năm 2005. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Thì tạc ý như vậy mà mình tạc ý thì nó lại không thấy, lại không cái đọc. Còn không tác ý thì nó không lên. Còn không tác ý thì nó không lên. Trưởng lão nó đi, nó lại vô. Tụi con như vậy, có như kiểu mà mình lại tạc ý lên, mình lại kêu nó lại. Kêu lại. Cho nó đi. Không đi, còn không tác ý nó, nó đi. Dạ, tạc ý không được. Thì thật sự ra con làm gan như thế này đi. Bởi vì theo như hôm mà Thanh Quang ở đây á, thì cái trường hợp nó đau lên tăng sâm á, do đó nó mới đầu cũng tu tập, nhưng mà nó còn khỏe hơn con nhiều, cũng lớn tuổi rồi nhưng mà khỏe hơn. Cho nên thầy bảo cứ chết, cứ chết, cứ ngồi thẳng lưng đi, rồi nhiếp tâm an trú, quét cho sạch. Thì nó cũng tăng lên, nó xong rồi, xong nó tăng dữ, thì nó chết bọn. Cái gì nó làm đến đi tiêu mất. Không có sợ chết thì nó tiêu. Bởi vì nghiệp phải chuyển, còn mình không chuyển, mình sợ nó thì mình lui ra lại thì nó lại dập mình xuống. Có hiểu không? Nó sợ. Còn mình không có sợ, con có dám chết không? Làm gì số muộn con cũng phải chết lần thôi, không có gì đâu. Chứ làm sao mà không chết tuổi con. Nằm gan một bữa thử coi. Bởi vì thầy nói, Đức Phật nói, cái sức chịu đựng tận cùng sinh mạng thì nó sẽ mát lạnh. Nghĩa là cứ cái cảm thọ mà nó đánh mình bất kỳ bệnh gì mà mình chịu đựng cho đến khi mà sức tận cùng của mình chịu đựng thì nó sẽ mất. Cái cảm thọ nó sẽ mất. Còn mình hơi thấy nó tăng lên cái mình sợ, mình lo mình giảm xuống. Mình không dám đấu đá với nó thật sự. Còn này mình liều chết. Nó nghe nội cái mình liều chết là nó cũng quá sợ rồi, chứ đừng nói chi nữa. Phải gầm gan luôn. Theo thầy thiết nghĩ, theo đạo Phật chúng ta chọn lấy, một là làm chủ sinh già bệnh chết, thì trong đó là có cái bệnh rồi mà nó đánh mình bằng bệnh rồi, giả lại đó là cái nghiệp rồi, chứ không phải ít đâu. Nó cái lực của nó ghê lắm. Vì vậy mà chỉ còn cái chỗ là mình quyết định, một là chết, chết trên bồ đoàn, chứ không nhất định không chết trên bệnh mà nằm đó. Cho nó làm gì đó là. Vì vậy cho nên vì quyết tâm quyết định như vậy thì con sẽ thắng được nó. Và thắng được nó làm sao đó con coi nó quá thường. Còn mình chưa thắng nó thì mình cứ thấy e ấp, không biết nó làm nên mình chết hết tu. Nó luận hay lắm, chết hết tu, không ngờ là tôi tu mà tôi chết thì nó lại là sướng hơn là thương là tôi chết tôi sợ. Con hiểu không? Cho nên đối với thầy thì làm gan thì nó qua, mà không gan thì thôi, thì đầu hàng thì thôi. Thầy sợ thì thôi. Cho nên vì vậy, ví dụ như đến đây thầy nói một là chết chứ không nói gì. Làm gì sớm muộn là cũng chết. Thầy cũng chết, con cũng chết, không người nào chết. Sống thêm một hai ngày đi mà cứ đau bệnh hoài phải khổ không? Đánh một bữa cho nó tan nát hết, sách gói nó chạy hết, thì tức đó mình phải sung sướng như sao? Thà là nó độc lập, đất nước nó độc lập được thì nó hòa bình. Nó không phải dân tộc, phải trong đó nó phải sung sướng. Cái đất nước gì mà cứ bị người ta cai trị, người ta muốn đau thì mình cũng phải chịu đau, mà ta muốn chết thì mà cũng phải chịu chết, chứ mình không dám cãi nó thì thôi. Đất nước nó bị nô lệ, như bây giờ con là bị nô lệ giặc, phải không? Cho nên bây giờ mình phải quyết tâm một bữa mà mình mở màn, mình đánh một trận. Bây giờ nó sẵn sàng nó đánh mình rồi, cho nó chết một bữa, còn cứ ngồi bất động như thế này, ngồi thẳng sống đi. Nó mỏi chân, nó đau tê gì kệ cha, chết bỏ tao vì này, nó chết cho mày chết một đêm. Thay vì con tu dài bây giờ con bệnh vậy con tu suốt đêm. Mình suốt đêm chưa hết, một ngày nữa. Chừng nào mà con tu không nổi, con nằm quẹp, nó có thể tới. Dám không con? Dám không? Dám cứ làm một bữa, một trận mà con sẽ biết. Thầy không có sợ đâu. Không phải mình tự tử đâu, mà mình có pháp. Mình có pháp. Không, bây giờ con về con hương vậy đi. Cái hơi thở con thở, con có bị rối loạn, có bị nó tức ngực không? Có bị nặng đầu chưa? Trên đầu tôi nặng nhưng mà độ thâm như khô vội thì sao thì sao thì ta nhiều rồi à con ba mươi vậy thì con sẽ vừa sử dụng cánh tay con. Dạ. Con đổi bệnh đưa ra thì con thấy cái bệnh đi ra, mà nó không đi ra mà đi vô, con cứ tác ý đuổi đi ra, cứ đưa ra đưa vô như thế này. À, bây giờ đó ví dụ như con bảo này, họ là vô thường này. Cái bệnh của con là bệnh gì, con nói cái tên cho rõ ràng cho nó nghe, đi ra khỏi thân ta. Mày không ra thì phải theo cánh tay này, tao đuổi ra. Thì con nói an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra vậy.
thì con thấy cái bệnh của con phải theo ra. Rồi nó theo ra không ra kệ nó, táo tăng lên thì kệ nó, con cũng cảm thấy nó ra thôi. Rồi con đưa vô, đây là thầy dạy con là cái đòn cuối cùng. Chứ còn thật sự, sự thật ra thầy dạy con rài con là cái những cái đánh nó bằng cái tên tứ niệm xứ tâm thanh thản mà thôi. Những nghỉ ngơi mà đánh, mà thấy nó phải mỗi lần các ý nó cứ vô rồi mình, vì nó là cái phương pháp nhẹ, nó thư giãn để mà đuổi bệnh thôi. Nhưng mà nó không được thì đây bây giờ nó, bởi vì trên tứ niệm xứ mà gặp bệnh rồi thì người ta ôm định niệm hơi thở, người ta quét, chúng ta không có đầu hàng nó đâu. Chỉ có hương hương hơi thở, mà hơi thở con thì nó khô, con thở ra nhiều, con dùng cánh tay không cô? Không, con bước. Khi đó con phải an tịnh, thanh hành, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra vậy, con dùng cái tưởng con, cái bệnh con theo ra. Rồi con đưa vô thì con đừng có nghĩ nữa, con cứ đưa vô. Rồi con đưa ra thì con mới nghĩ cái bệnh con theo ra. Cứ vậy đó con nghĩ bệnh con đi ra. Không, cứ như vậy. Con cứ làm hoài, nó tăng cái bệnh con, nó tăng lên, mè mặt, nó chết bỏ. Không, cứ biết cái tay đưa ra đưa vô thôi. Và con trú như vậy, con làm riết. 1 giờ chưa xong, 2 giờ chưa xong, 3 giờ chưa xong, 4 giờ chưa xong, 1 đêm. Sáng ra bệnh con hết. Mà không hết thì con ngồi đó con chết chỗ này. Không phải vậy chứ. Tu hành, mình nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chết. Mà chết phải làm chủ bệnh. Một lần chết mà sau này nghiệp không dám tới con. Chứ còn không khéo con chết, con mang luôn cái nghiệp đó đi theo, rồi con cũng sanh lên, con cũng bệnh đau nữa. Không có chạy khỏi đâu. Còn nếu mà con chết đi mà con chiến thắng nó được vậy đó, con không đầu hàng nó, sau này nó không có đeo theo con được. Cho nên đừng có sợ. Con đừng có nghĩ rằng bây giờ mình chết vợ con rồi, hoặc là con cái mình biết đó, để đi tu rồi cần gì nữa. Cái thứ mà ai cái xử này nữa, không có lo. Đi tu rồi một là tao phải thắng cái giặc sanh tử của tao chứ. Tụi bây có bây giờ thương tụi bây có đỡ giớt tao được cái gì? Có nương tựa tụi bây có làm đỡ giớt trong lúc tao đang chết bệnh đau này. Cũng như con bệnh là con cái, nó có đỡ cho con được bệnh không đâu. Nó có thương con nhưng mua vài viên thuốc cho con uống thôi. Chứ nó không làm sao nó chịu cái bệnh khổ của con được. Mà chính cái pháp này nó sẽ chịu cho cái khổ của con. Cái pháp của Phật. Con dám làm này, con làm một đêm, sáng hôm sau con hết bệnh luôn đi. Không có còn bệnh nữa. Thầy nói gan ruột, hãy đến thầy làm thứ nhất là phải gan. Thì gan ruột rồi thì thầy nói không có cái gì mà chứa ngại. Chẳng hạn bây giờ con mới còn thầy nói như thế này, mấy con tu hành mấy con bị hôn trầm, nhất định là đi sáng đêm thì mình chết. Nó có pháp. Bây giờ mấy con bị bệnh đau thì mấy con có pháp, mấy con quét một đêm chưa xong rồi ngồi tu liên tục, tu chừng nào đi ra khỏi đây thôi. Nhất định là tu không thèm ăn cơm. Nó vậy đó mới thắng nó. Còn bây giờ mà thứ loạn tưởng mấy con thấy đồ nó đồ bỏ thì nó nói chuyện đừng có sợ. Thầy nói thiệt, an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô. An tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, tất cả những cái niệm khởi này dừng lại hết. Ông cho mày biết, mình điểm mặt nó vậy rồi bắt đầu an tịnh tâm hành, nương theo đó cử thật lý. Mày có vô nữa, hãy thấy nó vô thì dừng lại, không được vô chỗ này nữa. Các con nỗ lực, các con làm gì? Một đêm không sao, không còn cái niệm nào xen trong đầu. Bởi vì Đức Phật đã trang bị chúng ta đủ pháp hết. Nhìn trên cái định niệm hơi thở, các con thấy mỗi đường một là một cái, đem lại cái sự an lành cho thân và tâm của chúng ta. Cái nào cũng có hết. Tâm tham, tâm thân, tâm si, cái gì cũng đủ hết. Tại vì chúng ta tu, chúng ta còn chưa nhát gan, chúng ta chưa đủ sức chiến đấu. Cái phương pháp thì Đức Phật đã trình bày cho chúng ta, đem cho chúng ta đủ hết rồi. Không có còn cái pháp nào mà Đức Phật không giúp cho chúng ta để mà chúng ta chiến thắng giặc sinh tử. Cái mặt nó lòi mặt nào thì đã có pháp ở đó rồi. Bởi vì ngăn á diệt ác sinh thiện, tăng trưởng thiện, mà ngăn á diệt ác không có pháp ngăn làm sao, không có pháp diệt làm sao mà diệt được. Bây giờ cái thân con đau là ác pháp chứ gì, mà không có pháp làm sao con ngăn được. Không phải có pháp, mà pháp Đức Phật đã trình bày cho chúng ta ở trên cái định niệm hơi thở, cái đề mục nào nó cũng rõ ràng hết. Chứ đâu phải ngồi lãm giảm ba cái đề mục đó để mà chơi đâu, mà chính những cái đề mục đó là cái phương pháp đối trị. Còn nên tại sao Đức Phật bảo an tịnh thân hành? Tại cái thân không đã không an thì bây giờ phải bảo nó an. Thì vậy thì mình phải nhiếp tâm ở trong cái hơi thở để rồi nó sẽ an. Có gì đó là cái mục đích của Đạo Phật, dạy cho chúng ta rõ nghĩa vậy. Thế mà đọc không ai hiểu nghĩa rồi, không biết pháp đối trị bệnh. Còn tâm mình cạo cử lăng xăng. Thế thì Đức Phật dạy chúng ta có cái đề mục an tịnh tâm hành, biểu cái tâm nó phải an ổn và thanh tịnh. Tại sao cứ để lăng xăng lộn xộn ở trong hoài, cứ nghĩ thế này ngỡ đi hoài vậy. Cho mình một pháp mà thiêu mình luôn. Phải không? Còn pháp của Phật nó có chứ. Tại sao chúng ta không biết dùng nó?
Mà nhiệt tâm trong khi mà nó làm lăn xăng lộn xộn là nhiệt tâm là đập. Dùng pháp là đập, cũng như dùng vũ khí mà đánh giết thì nó phải tiêu thôi chứ. Đâu có đầu hàng trước nó đâu. Cho nên cái người mà biết Phật pháp và biết tu là không bao giờ sợ giặc sinh tử. Ví dụ như bây giờ, nó làm cho con mệt, nó sắp sửa nó chết. Nó làm cho co tay gì chứ, ngồi lại, ngồi cứng ngắc, cắn chặt răng lên. Rồi nhiếp tâm vô cái đề mục nào đó để mà làm cho nó thân nó an ổn được. Nó sẽ chạy qua hết, nó không có chết được. Còn người ta cứ nằm xuống thở ọc hạch hơi rồi chết, nó làm sao chạy qua. Nó chặn nghe cổ. Còn mình cũng sợ, ngồi thẳng lên, cho mình nghe cổ, tao hít thở này. Rồi bắt đầu an tịnh nhất, trong đầu tác ý nhất. Cái cần cổ mình đang bị đờm lên chặn này. Thường thường mấy người chết là đờm chặn, thở không được chết. Cho nên do đó tác ý một hồi thông đàm hết. Pháp Phật là như vậy. Thầy nó có pháp lập chủ bệnh mà. Tại người nó tu tập chứ lập chủ thật sự. Thầy nói hôm nay tất cả mọi cái này, tiếng nói của thầy mấy con tu ngàn năm mới còn. Phật pháp là thầy chứng chỉnh như vậy. Cho nên bây giờ con thầy nói, một là con đừng có sợ chết. Sớm muộn rồi con cũng chết. Tóc con bạc trắng, con ốm cũng như thầy rồi. Không có còn bao lâu nữa đi. Thầy thì mạnh, con thì rì rì. Vậy thì con phải nỗ lực đập nó một trận, nó chết không? Không có sợ. Mà nó làm gì làm, nghĩa là nó có quay cái nhà này, nó chống mặt con, mà nó quay cái nhà này, nó đảo lộn, kệ tao ngồi chết, có đảo gì đảo tao nào. Mặc dù là con nằm xuống, con thấy nó không chống mặt, không đảo lộn, nhưng mà nhất định ngồi chết. Nó làm cho con rất khó, và nó làm cho con khổ sở. Nhưng mà lúc bây giờ con ôm chặt, con sử dụng. Thầy nói như vậy, nếu lượng sức làm được, làm. Mà nếu lượng trước mà còn nhát gan rồi đừng có đổ thừa thầy, có chết đổ thừa tại thầy cũng không chết. Con muốn dọc tượng rồi mà con chỉ tưởng nghĩ rồi đấy là cái nghiệp của anh nào nó đứng tầm thôi. Chứ còn con cũng tiếp tục các bài của Đức Phật để lại là nghiệp tâm này được bệnh thầy cũng dạy con đó là một cái của Đức Phật để lại cho tất cả chúng sanh không là có con. Thì đó là tin tưởng đó là đây, nó sẽ chậm đấy chứ nó sẽ hết. Mình tự tiến thì để theo đuổi để đuổi mình cho con có cái gọi làm tâm lý cho cái chuyện nó ra thay thôi. Nhưng mà có được thầy sống ở lúc chơi chính khóa là niềm mới thôi đi thì nó tăng lên thì có một bạch thầy để thầy đi nghe chị chứng minh cho thầy chị giàu là cho con tu thôi. Con... Bây giờ cái hơi thở con á, bây giờ nó thầy sợ cái hơi thở nó rối loạn. Vì nó là nội tạng. Bây giờ nó tôi chết. Thôi rồi được rồi, con không dám sợ chết. Không sợ chết. Không có sợ chết á, thì con cứ dùng cánh tay của con. À, bây giờ con tập, con biết cánh tay đưa ra đưa vô rồi phải không? Con sẽ dùng nó đi. Rồi mà con thấy nó được rồi, bắt đầu con đánh nó một đêm nữa, nó tở mặt nó ra cái gì đâu mà sợ. Con làm thử một đêm đi. Thế con chết thì được chết cho rồi, cho nó khỏe thân chứ để chi mà nó cứ nó cái dài cái bệnh vậy. Chết còn sướng hơn, thầy nói thà là khi mà có đau bệnh, chết còn sướng hơn là ở đó mình đau. Mặc dù là với bệnh con nó không gì, chứ nó làm cho con cũng khó chịu. À, lúc thì dày, lúc thì khát, lúc thì ăn được, lúc thì ăn không được, nó hành hạ mình dữ vậy. Tao nợ gì mà giữ vậy, hành như vậy, cho mình một bữa là chết hết á. Phật pháp mà đâu nó dạy, Phật pháp dạy chúng ta làm chủ được những cái sự này thì tao đâu có sợ nó hết. Hễ cái người mà biết được Phật pháp là cái phước họ quá lớn, chuyển được cái nhân quả chứ đâu phải nhân quả làm chủ họ. Cho nên con đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng cái nghiệp mình quá nặng. Bây giờ thầy nói nghiệp cũng như cái núi Hy Mã Lạp Sơn, nghĩa là nó lớn như vậy. Nhưng mà đối với Phật pháp bạn rồi, nó sẽ làm cái núi đó đổ sạch hết, còn không có còn một chút nào. Chính thầy biết, thầy cũng đâu phải là thầy không có nghiệp lớn, nhưng mà đối với thầy bây giờ đó không có cái nghiệp nào mà tác động được thầy, không làm gì được, nghĩa là bị đổ dở hết rồi. Cho nên Đức Phật nó kèo cột, khi mà chiêu chứng rồi ông Phật nó kèo cột, ông đã bẻ gãi hết, có phải không? Bẻ gãi hết, ông nói bẻ gãi hết rồi thì thầy cũng bẻ gãi hết rồi. Mà mấy con bây giờ cứ cổ kèo của nó dăng sao con cứ để vậy không chịu bẻ. Mà pháp đó là dùng để bẻ con cái gì nó mà không chịu bẻ.
thôi, chứ ông Phật không bẻ gì giờ. Thì nhờ pháp đó ông bẻ chứ. Vậy mà thầy đem hết sức dạy cho mấy con bẻ cột kèo hết. Sợ gì cái thứ đồ đó. Ba cái nghiệp này, tự vô minh nó không thấy mình mới sợ. Bây giờ minh rồi thì không sợ. Minh rồi là gì mấy con biết không? Ngộ được chân lý. Thầy lẽ ra mấy con thấy mấy con ngộ được chân lý nữa. Cái gì khổ? Tham, tham si khổ. Nguyên nhân nào sinh khổ mấy con thấy rõ rồi. Là lòng ham muốn này nhé. Ham muốn gì? Còn muốn sống thì tức là con tham chứ. Còn không tham muốn sống thì đâu có sợ cái bọn giặc này. Phải không? Nên xả bỏ hết. Đó là một cái chân lý rõ ràng mà. Vì vậy mà cái tâm thanh thản an lạc vô sự mấy con cũng nhận ra rồi hết. Không có người nào là không biết cái này rồi. Tức là cái chân lý thứ ba diệt đế rồi. Còn đạo đế thì bao nhiêu pháp mấy con học rồi, còn gì nữa đâu mà. Phải không? Cái gì cũng xong hết rồi. Có gì cũng biết hết rồi. Bây giờ chỉ còn mở một cánh thôi. Pháp mấy con nắm hết rồi. Một là chết, hai là sống với nó thôi. Cho mày giỏi. Mà nghiệp mà làm gì mà nó đánh mình chết nổi. Thầy nói chết thì ông Phật cũng đã chết lâu rồi. Chết thì thầy cũng đã tiêu ma hồi nào, chứ làm sao tới bây giờ mà còn ngồi đây giải đạo mấy con. Nó đúng mà. Thì mấy con cũng nghiệp cỡ bằng sức của nghiệp của thầy thôi, bằng sức cái nghiệp của ông Phật thôi, chứ hơn được sao. Có cái nghiệp nào hơn không? Nhân quả thì nó có một cái tầng lớp, nó là nhân quả. Như vậy thôi chứ không. Bởi vậy khi mà nhìn thấy nhân quả nó không phải dữ tợn đâu. Cũng như nếu mà nó dữ tợn nữa thì cơn đau nó phải tăng lên. Sao lại nó đau tới đó chớn đó, nó đứng đó. Các con cứ kéo hai chân để đau thử đi. Rồi đau tới cái mức cuối cùng đó không thấy tăng nữa. Nó cứ nhiều đó thôi chứ nó. Rồi bắt đầu nó giảm xuống. Nó không có tăng lên đâu. Tại cái sức của nó tới đó là nó hết rồi. Thì rõ ràng cái nghiệp nó có chút chỗ đó thôi chứ nó đâu có hơn được. Chứ không phải cứ đau hoài, tăng lên. Nó đâu có, nó tới cái mức chỗ đó thôi. Bây giờ mới đầu mấy con ngồi tê, thôi cái nó nhức, tăng lên. Đau như là ai, cứ dao mà, xẻ thịt như vậy. Nhưng mà nó đau tận cùng, cuối cùng nó không hết rồi, nó tới mức đó nó không. Mình thấy sao nó không tăng nữa. Mấy con bữa nào mấy con ngồi kiết già, mấy con thử, mấy con sẽ thấy hai cái chân mấy con đau. Nó đau đến lúc đó, nó tới đó, nó dừng lại đó. Nó đau hoài, nó làm cho mình ở cái mức độ đau đó, làm cho mình ngán, lôi chân xuống cho không có gì. Nó khôn, nó kéo dài, nhưng mà nó kéo dài hoài mà nó thấy không được, nó lùi. Nó giảm xuống từ từ, nó giảm xuống. Cứ ngồi đi, các con ngồi đêm, ngồi kiết già đêm, nó không có gãi giò nó không sao. Hay nó thật mà, rồi nó lùi dần xuống. Ví dụ như khoảng bây giờ, con 7 giờ các con ngồi, tới 12 giờ bắt đầu nó lùi rồi. Cái vấn đề đó nó lui, thấy khoảng thời gian nó như vậy là nó không thắng mình được. Thì cái khoảng, ví dụ như bây giờ các con ngồi có một tiếng thôi, thì 7 giờ đến 8 giờ bắt đầu nó đau rồi. Rồi nó kéo dài cho con, cho tới 12 tiếng đồng hồ, thì khoảng từ 10 giờ, 11, khoảng đó nó đau ghê gớm lắm. Nhưng mà nó giữ cái mực đau ghê gớm đó cho tới 12 giờ, cái nó tuột xuống. Nó thấy thắng được. Nghiệp nó vậy, nó chuyển. Bởi vì nghiệp thì nó tác động, nó làm cho mình sợ hãi. Mà mình không sợ hãi tức là mình chuyển nghiệp. Mà nó giữ cái mực cho mình đau đớn khổ sở để cho mình sợ để mình lui. Nhưng mình thấy nó thường quá cho nên bắt đầu nó lui. Nó lui, nó đầu hàng rồi. Tức là mình chuyển đó, mình chuyển cả nhiều đời mình. Trong khi mình ngồi chịu đau, trong mấy tiếng đồng hồ mà chịu đau đến cái mực nó nằm chịu đó, là mình chuyển nhiều đời khổ, nhiều cái nghiệp ác của mình khổ. Cho nên nó đau đùng đốm nước mắt, tự nó chảy nước mắt, nó chịu đựng như vậy là nó mới con biết. Cái người gan dạ lắm, người đấu đá với nghiệp thế nào. Không, đây là cái kinh nghiệm bản thân của thầy, thầy nói. Cho nên thầy nói ở trong cái bên thiền tâm, cái người ta tu, người ta ngồi thiền nhiều, người ta tập nhiều đó. Người ta nói chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu cái dễ hưởng mùi hương. Nó đau đến tận cùng thì nó mới hưởng được mùi hương chứ. Thì mấy ông thiền sư mà mấy ông ngồi thiền, thì thật ra đâu phải ông nhập thiền định gì, ông ở trong định tưởng gì thôi. Nhưng mà khi mà ông ngồi mà ông tu tập, bị chân ông ngồi, ông luôn luôn ở bên thiền tông thì nó ngồi kiết già. Nó không có ngồi bán già như mình đâu, nó ngồi kiết già. Cho nên cái trận đánh của hai cái chân kiết già nó đánh quá trời quá đó. Nhưng mà ông này ông gan thiền. Cho nên khi mà nó hết đau rồi cái ông nghe mát lạnh. Nhưng mà ông bị ức chế tâm, không có niệm thiền, niệm ác cho nên... ổng rơi vào cái định tưởng thôi, chứ bên thiền tông cũng gan ghê gớm lắm. Còn mình mà đối với mình là con Phật mình mới gan hơn nó nữa chứ. Con Phật mà nhát gan hơn thiền tông thì dở.
thiền tông người ta còn kéo chân người ta ngồi, người ta chịu đau cả mấy tiếng đồng hồ. Còn bên đó, trời ơi, cứ ngay cái bệnh của mình, chiến đấu chứ mình đâu có chiến đấu, mình tạo ra cái bệnh đâu. Tại nó bệnh mình phải chiến đấu thôi. Còn kia người ta tạo ra bệnh để mà người ta chiến đấu. Thứ hai thì mấy con có đau không? Mất mớ gì mà ngồi chịu đau dữ vậy. Vậy mà nó dám chịu đau. Vậy mà nó còn phải tiêu bố chẳng phải một phen xương lạnh buốt. Nghĩa là đau quá mà đau như xương lạnh. Qua mai đâu cái dễ gửi mùi hương. Con thấy hay quá. Đúng là mấy ông thiền sư này tôi giữ rồi. Còn mình bây giờ mà thua sao? Đó là cái bài kệ của thiền sư Hoàng Bá. Ông tu vậy đó mấy con. Tu vậy. Còn mình bây giờ mình tu dở quá vậy. Mình con Phật mà mình thua con tổ. Tổ là sao bằng Phật phải không? Thế mà người ta còn vậy. Cho nên ở đây mà thầy thấy ai mà tu mà nỗ lực cứ hang dạ thì đúng là con Phật. Con cháu Phật như vậy chứ. Con cháu bà vô nó nằm dài nó đi nhà thương hết ráo. Cho nên mấy con mày về đây với thầy thì huấn luyện cái tư tưởng của mấy con mạnh lên. Không có đầu hàng đâu. Rồi từ đó từng chút mấy con tiến tới mấy con thấy càng ngày cái nghị lực của mấy con, cái kiên cường gan dạ của mấy con không thể lường nào. Cho nên nghiệp lực nó chuyển hết sạch. Một đời tu mà chuyển hết muôn đời nghiệp. Mỗi một đời chúng ta làm biết bao nhiêu chuyện ác. Mà khi mà đến cái đời mà chúng ta được gặp chánh pháp được thì cái nghiệp của chúng ta nó lớn vô cùng. Thế mà trong một đời chúng ta tu mà cái gan dạ nó chuyển, trong, thầy nói trong mấy tiếng đồng hồ mấy con ngồi chịu đau là mấy con đã chịu cái sức nhiều đời đã làm ác của mấy con đã trở thành cái quả đó. Vậy mà con không sung sướng để mình trả nghiệp, lại chạy trốn nữa. Nợ người ta mà bây giờ là chạy trốn không chịu vui lòng mà trả thì làm sao hết nợ. Cho nên không có người nào tu mà thầy nói rằng bình an mà không có đau đớn mà có thể mà làm chủ được sự sinh già mình chết. Con nghe Đức Phật sắp chữa những cái giờ phút mà Đức Phật chứng đạo là ma dương ấy, thì cho con biết hành hạ cái thân của Đức Phật đến mức độ nào. Chứ đừng có tưởng đâu có phải muốn thành đạo đâu có chuyện dễ, phải một trận sống chết chứ không phải dễ. Thầy phải một phen xương lạnh buốt chứ đâu phải dễ đâu. Nghĩa là ngồi sừng sững vậy mà chống dưới những cái cơn bệnh kinh khủng. Nghĩa là thầy nói mà những cái cơn mà nó lạnh mà các con biết cảm lạnh đó, mà nó lạnh mình nói cảm lạnh chứ sao ra cái mình tu hành nó đến cái mức độ đó nó phải như vậy. Nó lạnh ở trong xương, nó lạnh ra nó riết để mà dựng thân ngồi chịu đựng như vậy cho mày chết chứ tao không nhất định không nằm đâu, không lấy mền trùm đâu, mặc cái áo mỏng thường thôi chứ còn không lấy đồ đắp đâu, cho mày chết luôn mà nó riết như vậy, rung như vậy đó. Thì con biết tu tập như vậy mình mới thấy cái sức, cái kiên cường và cái ôm pháp của mình lúc bây giờ nó buộc mình phải ôm chặt pháp, đừng có lìa pháp. Cho nên con ôm chặt cánh tay của con như thế này, cái hành động đưa ra đi vô thì con sẽ đẩy lui được mình thôi.